Mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay để cùng cập nhật những thông tin hữu ích trong chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Kính chúc các khán thính giả đang theo dõi kênh một ngày mới mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Thưa các bạn, trong cuộc sống thường ngày có nhiều loại thực phẩm vô cùng quen thuộc và dân dã với chúng ta mà mới chỉ được biết tới như một món ngon trong chế biến ẩm thực mà chưa rõ về công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó. Rau khoai lang là một thực phẩm như vậy. Không những chứa nhiều dinh dưỡng, giàu chất xơ, giúp nhuận tràng. Trong rau khoai lang còn có nhiều hợp chất phòng chống các bệnh lý khác vô cùng tuyệt vời. Mời các bạn cùng chúng tôi cập nhật về những công dụng chữa bệnh của rau khoai lang trong video hôm nay nhé! Những công dụng thần kỳ của rau khoai lang, nhiều người sướng lên khi biết điều này. Chào mừng cô bác đã đến với một video mới của Tuệ Tâm Giác Ngộ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới một loại rau mà nhiều cô bác chắc hẳn rất thích ăn. Đó chính là rau khoai lang. Tuy nhiên, rau khoai lang lại có những công dụng thần kỳ cho sức khỏe mà nhiều người chúng ta chưa biết đến. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh chia sẻ tới quý cô bác và các anh chị về 7 công dụng thần kỳ cho sức khỏe của rau khoai lang mang lại. Và ngay bây giờ là phần nội dung chi tiết. 1. Rau khoai lang có thể ngăn ngừa bệnh tim. Theo các nghiên cứu, những cơn đau tim có thể bất ngờ xảy đến do tình trạng xơ vỡ động mạch. Vitamin K chính là nhân tố tốt nhất giúp hạn chế tối đa việc xảy ra tình trạng này. Nếu cô bác đang tự hỏi phải tìm vitamin K ở đâu, thì câu trả lời là loại vitamin này lại hoàn toàn có thể được nạp vào cơ thể thông qua việc cô bác ăn rau lang. Các nhà khoa học còn phát hiện ra trong rau lang có hai chất rất hữu dụng cho việc phòng chống bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Bằng chứng từ thực nghiệm cho thấy, hai chất này đã làm giảm lượng cholesterol xấu trong thành động mạch một cách rõ rệt. Bên cạnh đó, lá rau lang còn là vua của các loại lá bởi nó rất giàu vitamin và chất đạm. Chất đạm có trong lá rau lang thậm chí còn nhiều hơn chất đạm trong sữa. Ăn lá rau lang sẽ giúp mạch máu của cô bác được khơi thông, từ đó huyết áp trong cơ thể sẽ luôn được giữ ổn định. 2. Giúp khỏe da, sáng mắt. Theo các phân tích khoa học, trong rau lang có chứa một lượng vitamin C nhất định. Đây chính là chất đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần tạo ra collagen để làn da của chúng ta luôn tươi trẻ và căng tràn sức sống. Không chỉ vậy, các thành phần khác có trong loại rau này còn giúp cô bác duy trì đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Chúng tập trung tại khu vực điểm vàng của võng mạc để lọc ánh sáng xanh gây hại cho mắt của chúng ta. Đồng thời, những chất này còn có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa ở các cơ thần kinh mắt. Do đó, ăn rau lang sẽ giúp cô bác phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể một cách hữu hiệu. 3. Hỗ trợ điều trị ung thư. Ở một số nước như là Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông, rau lang được sử dụng như một loại thực phẩm cao cấp và chúng luôn có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Chính bởi thành phần chất dinh dưỡng vượt trội của mình, rau lang được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư. Người ta còn ưu ái gọi nó với cái tên là rau trường thọ. Lá của loại rau này là một nguồn bổ sung các chất chống oxy hóa giúp khắc phục tối đa các gốc tự do trong cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Một nghiên cứu về khả năng tác động tới tế bào ung thư trên 82 loại nước ép rau đã cho ra kết quả. Rau lang có khả năng ngăn ngừa ung thư rất cao. Nếu cô bác nào đang phải chống chọi với căn bệnh này, hãy nhanh chóng bổ sung rau lang vào thực đơn hàng ngày của mình nhé! Mặc dù không thể chữa lành hoàn toàn, nhưng ít nhất các tế bào ung thư sẽ bị ức chế và giảm khả năng phát triển nếu cô bác tiêu thụ lá rau lang thường xuyên. 4. Phòng bệnh tiểu đường. Rau lang rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường bởi nó có chứa nhiều chất xơ hòa tan. Chất này sẽ giúp làm chậm việc hấp thụ đường trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ tăng đường huyết sau khi ăn. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, ở phần đọt non của loại rau này có chứa một chất gần giống với insulin của cơ thể người. Do đó, những bệnh nhân tiểu đường có thể dùng rau lang trong chế độ ăn của mình. Tuy nhiên, cô bác nên lưu ý là không ăn rau lang khi cô bác đang đói. Bởi khi đói, lượng đường huyết trong người của cô bác đang hạ thấp. Nếu cô bác ăn vào, lượng đường huyết sẽ hạ thấp thêm, khiến cho cơ thể của cô bác mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn.
5. Phòng ngừa bệnh táo bón. Táo bón là vấn đề thường gặp khi cơ thể của chúng ta mất đi sự cân bằng các chất dinh dưỡng. Một nguyên nhân khác dẫn tới tình trạng này là do di truyền. Và dù là lý do nào, chúng ta cũng cần được xử lý tình trạng này càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ mắc phải các bệnh nguy hiểm như xa bú trĩ, viêm nhiễm trực tràng. Theo phân tích dinh dưỡng, rau lang có chứa rất nhiều chất xơ nên tác dụng nhuận tràng của nó là rất lớn. Ngoài ra, chất nhựa từ loại lá này cũng giúp ngăn ngừa chứng táo bón hiệu quả. Không nhất thiết là khi cô bác bị táo bón mới có thể ăn rau lang. Cô bác hoàn toàn có thể ăn loại rau này để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh táo bón trước khi nó xảy ra. Tuy nhiên, cô bác phải lưu ý một điều là dù rau lang có tác dụng nhuận tràng, nhưng nếu cô bác ăn quá nhiều thì sẽ bị tiêu chảy. 6. Chống béo phì. Trong rau lang có chứa rất nhiều chất xơ và rất ít calo. Ăn rau lang vừa giúp hệ tiêu hóa của cô bác hoạt động tốt mà lại tạo cho cô bác cảm giác no lâu. Chính vì thế cô bác sẽ quên đi cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong rau lang cũng được đánh giá là có tác dụng đánh tan các tế bào mỡ tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Từ đó, quá trình tích tụ và hình thành mỡ thừa sẽ được ngăn chặn, giúp cơ thể của cô bác thon gọn và săn chắc hơn. Những lưu ý cần phải nhớ khi ăn rau lang. Tuy rau lang có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, nhưng nếu cô bác sử dụng sai cách thì loại rau này lại gây hại cho cơ thể của chúng ta. Sau đây là những điều mà cô bác cần lưu ý khi ăn rau lang. Đầu tiên, cô bác không nên ăn quá nhiều rau lang bởi trong rau lang có chứa một lượng canxi khá lớn. Nếu cô bác ăn quá nhiều sẽ gây ra tình trạng thừa canxi, dễ dẫn đến sỏi thận. Cô bác chỉ nên ăn rau lang 2 lần một tuần. Như đã nói ở trên, cô bác tuyệt đối không được ăn rau lang khi đói. Cô bác cũng nên kết hợp rau lang với các loại thực phẩm khác để vừa bổ sung thêm chất dinh dưỡng, vừa giúp cân bằng thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Một vấn đề cần chú ý nữa là cô bác nên luộc hoặc xào chín rau lang trước khi ăn. Tuyệt đối không nên ăn rau lang sống vì nó sẽ gây táo bón cho cô bác. Khi luộc rau lang, nếu cô bác muốn dùng nước luộc rau để ăn thì nên lấy nước luộc rau thứ hai. Nước luộc rau lang đầu tiên thường có vị chát và hăng, rất khó ăn. Bên cạnh những lưu ý trên thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho cô bác phương pháp nhặt rau lang đúng cách. Trước tiên, cô bác hãy nhặt lấy phần cọng và lá rau lang non. Sau đó, cô bác hãy pha một ít nước muối rồi cho rau lang vào ngâm khoảng 10 phút. Việc ngâm rau lang như thế này sẽ giúp loại bỏ giun sán thường bám trên bề mặt lá, đồng thời cũng làm giảm bớt phần nhựa trong thân rau lang. Tiếp theo, cô bác hãy vớt rau lang ra và rửa lại khoảng 2-3 lần nữa với nước sạch. Cuối cùng, cô bác hãy để cho rau lang ráo nước trước khi chế biến món ăn. Một số bài thuốc chữa bệnh từ rau lang. Ngoài những lợi ích đối với sức khỏe, rau lang còn được sử dụng trong một số bài thuốc để chữa bệnh. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý cô bác 3 bài thuốc đơn giản và dễ thực hiện tại nhà. Bài thuốc trị quáng gà. Cô bác hãy dùng lá rau lang non đem xào với gan gà hoặc gan lợn. Ăn món này thường xuyên sẽ giúp cải thiện chứng quáng gà của cô bác hiệu quả. Bài thuốc cho phụ nữ sau sinh bị thiếu sữa. Cô bác có thể dùng 250g lá rau lang non đem xào với 200g thịt lợn cho tới khi chín mềm. Hãy thêm gia vị cho vừa ăn và ăn món này cùng với cơm. Nó sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu sữa đáng kể. Bài thuốc thanh nhiệt giải độc. Bản thân rau lang vốn đã có tính thanh nhiệt nên cô bác chỉ cần ăn rau lang là đã giúp thanh nhiệt cơ thể một cách hiệu quả. Cô bác có thể chế biến rau lang thành những món ăn khác nhau như rau lang luộc, rau lang xào tỏi, canh tép rau lang, để khi ăn không nhàm chán. Có thể thấy, tuy chúng ta dễ dàng mua được rau lang ngoài chợ với giá khá rẻ, nhưng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại có thể sánh ngang với vô số loại thuốc đắt tiền. Vì thế, cô bác đừng nên bỏ qua loại rau này trong thực đơn hàng ngày của gia đình mình. Ăn rau lang chính là cách đơn giản nhất để bổ sung cho cơ thể các dưỡng chất cần thiết và giúp cho chúng ta phòng chống được những căn bệnh nguy hiểm. Video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết rồi.
Cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.